Hôm nay là ngày 16 tháng Chạp, tức là tháng 12 dương lịch năm 2016. Thời tiết cũng khá âm u, muốn mưa nhưng mà mưa cũng không được nhiều, trong khi California là rất cần nước. Tuy nhiên đối với sức khỏe của người cao niên thì đối với tôi như vậy là may mắn, là tại vì tôi cảm thấy bình thường thôi, cũng không có cái gì mà gọi là khó khăn cho cái người cao niên. Mà sự thật là không biết nhờ đâu, có thể là nhờ cái gì cũng điều độ, cái gì cũng đâu ra đấy, cho nên cái vấn đề mà trí nhớ cũng như là ăn ngủ và tất cả các cái sinh hoạt khác như thể dục thể thao vân vân thì tất cả coi như là bình thường, coi như là ở cái độ tuổi 75-80 chứ không phải là độ tuổi 90. Thật là may mắn cho cái hoàn cảnh đơn chiếc của một gia đình, thì vợ nơi thì chồng ngã vì hoàn cảnh bệnh hoạn của người thân. Tuy nhiên cũng trong cái được cái sự săn sóc, bà nhà tôi cũng được chu đáo, tất cả cũng mới là coi như là tốt đẹp. Còn riêng phòng tôi thì cũng cái gì cũng đâu ra đấy cả. Thành ra nhiều người, nhất là người Mỹ, họ thấy cái hoàn cảnh của tôi vậy, họ cũng trầm trồ, họ nói thiệt là ráng ra ông phải viết sách kinh nghiệm sống của người cao niên mới phải. Thì tôi không có viết sách, nhưng mà cái cách mà tôi tiếp xúc rồi hợp tác với lại Đại học Michigan ấy, thì gần 20 năm họ, khi mà tôi không chấm dứt hoạt động với họ là tại vì cái cách thì giờ tôi đi lại cho tới trường nhà, cho tới viện dưỡng lão rồi về, rồi ăn uống rồi giặt giũ rồi các cái nỗi nó mất thì nhiều thì giờ, nên là không có thì giờ để mà tiếp xúc với họ, giúp đỡ họ. Thật là rất tiếc.